Vẫn còn nhiều lắm cưng ơi. Cười hả? Cười sẽ chuyển qua khóc nha. Mấy cục này chỗ này không phê kinh. Đứa mua rất là hắn không tưởng mua mình lộn tưởng mua ông Phúc ấm no. À ông Phúc chị đâu ăn hàng hai bánh chị đâu chị một bánh chị ba à, một bánh chị đâu một bánh chị ba tính ra cũng 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 chỉ có nhân chứ mấy nhân đấy nhé. Bà hiền bà lấy tờ tiền mà bỏ vô người bà luôn bà cho mấy đứa mà làm lố quá là hay bị ố về lắm nhau đâu làm lố đây chứ à, nói chung là do hên xui thôi nói chung vẫn có hàng bút cuối chùa xa chùa nên đã đã rồi đã chứ đã bên đi chờ ai Hậu mua đồ xong xuôi chưa Hậu? Đồ này kia đồ đó sắm sửa rồi. Tính ra ta chưa mua gì cho con ta luôn. Đôi dép cũng chưa mua nữa. Không mang đôi dép ta rất tội nghiệp luôn. Đồ không mang. Sọ cái này sọ cái kia. Mai em. Mai phải không ta? Mai còn học không ta? Phải không? Mai mới đi nhận không? Mai đi học ngày nữa đúng không? Đúng mày. Chứ không, hôm nay em học, ngày mai em học bù thôi mà. Đến ngày mai em phải nghỉ ấy chứ. Mai học ngày cuối chứ. Hôm nay học ngày cuối rồi chị. À, đó hả? Ngày mai tụi em mới học tên bởi vì là học bù. Chứ mấy đứa trường khác là nghỉ hết rồi chứ. À, họ xong rồi để đi làm hỏi, nghỉ. để hỏi. Để nhắc mình coi tay lấy cái áo gì. Bỏ cái áo lên trường. Cái thằng nó thiệt đi con chim
dốt, ông dốt lịch sử kinh khủng. Ông kêu con, ông tự nói luôn, con dốt lịch sử. Dốt thiệt, có 6 điểm. Có cái môn giỏi nào? Alo. Ngày 29 em. Thì cũng như bình thường em, 7 giờ. Ok. Ok. Ok, ok nè. Không có một cái điểm gì điểm 10 luôn. Tin học hình như là được 9. Toán là 8. Trong dẫn lên lớp được rồi, không cần phải. Cô học trường chi em? Dạ là sao? Dạ dùng thế sao? Rồi qua cái mắt kia nữa rồi. Bao nhiêu điểm? Dạ. Yeah. Điểm á? Điểm... Dạ, trung bình full môn học kỳ 1 này 8.9 mà không chém môn ngữ văn nên học sinh khá. Không, ấy là mỗi tính ra điểm á, điểm của từng... Từng môn là môn cao nhất của em là môn hóa 9.9. Tới môn sinh. Rồi thấp dần lại tới môn giáo dục công dân với tiền. Thấp điểm nhất là bao nhiêu? Màu văn 6.4. Thì 0.1 là học sinh giỏi rồi. Sinh là không chịu cho. À đau quá. Mà học trường công đây nè, xung bắt học mày quá. Dạ. Chị cho con cô chị học không được đó. Học không nổi phải cho qua trường quốc tế học. Cho đỡ. The Sky. Trường nó thiện đỡ hơn. Không có như trường công, trường công bắt buộc ghê. Học áp lực. Ngày xin lắm bạn mới cho đi chứ không là bạn cho ở nhà học sinh khá. Rồi chứ... chứ mẹ không cho đi đặng muộn à? Kiểu là bác đã kêu là đầu năm là ồ mà chợ chị em đi dẫn lên đây đặng là bữa nay em đi lấy giải quốc gia về đi dẫn đi, bà dẫn đi đặng nó thưởng. Bây giờ học sinh khá và không bà ghét không cho đặng xinh lắm bây giờ. Ủa chứ gì lạ đó. Mỗi lần họ tới là kêu là mẹ đặng con cái là cuối tuần mà tới cuối tuần kêu là cô Loan đi đâu đó không biết. Bà chủ là à đâu quá. Ông 13 tuổi mà ông già ghê, miệng mồm nữa. Giỏi, sao nên đi ra đời sớm, đi làm sớm. Mẹ làm gì? Em cũng không biết nữa, mà bán, một là bà bán online với lại là bán cho mọi người vậy đó. Tại nhiều việc lắm. Ba làm gì? À bán hàng cho bán hàng ghế chợ còn ở lậu chợ rồi còn đâu mất. À bán đây mà. Ui bán hàng cái bánh kẹo đồ nhập hàng về cho họ bán nữa. Đau quá trời. Đau phải đau thôi chứ làm gì. Ráng đi để chị bán nặng cho sạch này.
Dòng tới cuối năm học sinh giỏi tí rồi đi nặng nhé. À. Nè, nhiều người hả, mẹ cho tiền cũng không chịu đi kìa. Trời ơi. Tôi nói thiệt, ơi, tôi nói rằng mà ngược ngạo đi trời. Ngược ngạo thiệt chứ. Mà ép đồ học. Mà nghĩ gấp 2 là học cố lên rồi sau này có tương lai, mà trong khi đó đa số người ta cần kinh nghiệm hơn là học vấn. Đúng rồi. Như thực tế là học nó không có giải quyết được vấn đề. Học giỏi mà ra đời người ta không cho kinh nghiệm, không cho kinh nghiệm người ta có cho em học đâu. Nè, mà làm hắn suy nghĩ giỏi ghê nè. Riêng thằng cô này thấy không biết được nè. Chứ còn những đứa khác như gọi là học giỏi nhưng gọi là mọc sách đó em. Lúc nào cũng học giỏi sách giáo khoa ra đời người ta cho làm gì đâu. Đúng, chính xác. Có bằng cả đóng bằng kìa. Chị làm công nhận. Chính xác. Học giỏi cho cố vô không lẽ giờ học qua quán trị kinh doanh mà không lẽ bây giờ mình nó học xong người ta cho cái công ty để người ta quản lý. Đúng rồi, chính xác. Đau quá trời ơi, vậy thôi. Nói tiếp đi, chị đỡ đau. Không, đau. Nè, ông cũng hiểu chuyện hay. Ô trời, mười mấy tuổi mà như thế này. Trời, bù cho con tôi trời.